Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Mình Anh Trèo. Ngày hôm nay thì em sẽ có một clip review những cái đặc điểm chi tiết của dòng TV Samsung trong năm 2020. Ở cái clip trước thì em có quay về cái top 3 sản phẩm TV 55 inch giá tốt và có chút ý kiến về chất lượng của TV Sony. Có rất nhiều các bác có những phản hồi và em rất cảm ơn những cái đóng góp của các bác. Ngày hôm nay thì em sẽ có một clip đi nhanh về những cái tính năng nổi trội của dòng TV Samsung trong năm 2020. Xem là TV Samsung năm nay thì nó có gì mới các bác nhé. Rất mong nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe, đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn các bác. Tổng quan của TV Samsung trong năm 2020 thì thứ nhất là các bác sẽ phải để ý đến cái thiết kế của nó. Màn hình vô cực Infinity Screen, đây là tính năng mới nhất và độc quyền trên cái dòng QLED 8K năm 2020. Mã sản phẩm của nó là Q950T. Tuy nhiên thì đối với các cái dòng phân khúc thấp hơn thì nó cũng có một cái thiết kế hoàn toàn mới là thiết kế tràn viền ba cạnh, có cái tên gọi như Samsung nó đang để là bao LED là xinh các bạn nhé, bao gồm viền trên và viền hai cạnh, nó sát với cả viền của màn hình. Màn hình hiển thị khi mà có cái thiết kế như vậy thì nó sẽ cho cái hình ảnh chi tiết nó thực tế, nó lớn hơn, tập trung vào nội dung xem thích hơn, đắm chìm vào trong màn hình. Thực sự là khung hình nó rất là rộng các bạn. Cái công nghệ thứ hai trên dòng của TV Samsung trong năm 2020 chính là công nghệ âm thanh Object Tracking Sound. Cái này thì nó sẽ tích hợp trên dòng TV Samsung 8K. Thì khi nào có hàng TV Samsung 8K về thì em sẽ giới thiệu đến các bác. Cái thứ ba trên cái dòng TV Samsung trong năm 2020 chính là bộ xử lý Quantum Processor 8K. Cái thứ tư là cái công nghệ Direct Full Array, nó có chức năng là kiểm soát tối ưu điện năng cục bộ. Cái tính năng Direct Full Array này thì là một tính năng rất quan trọng, cải tiến từ tính năng Direct Full Array trên TV QLED, chính là cái Nuke Power kiểm soát tối ưu điện năng cục bộ để điều chỉnh các vùng sáng tối hiệu quả hơn. Điện năng sẽ phân bổ theo từng vùng sáng tối, điện năng là vùng tối sẽ được chuyển sang những vùng sáng để độ sáng ở những cảnh phim sáng hơn mà vẫn được tiết kiệm được điện các bạn nhé. Cái nâng cấp này thì giúp cho TV Samsung có thể kiểm soát vùng sáng tối tốt hơn, màu đen sâu hơn, tăng độ sáng lên cao mà không tốn điện. Công nghệ âm thanh AVA hay còn gọi là Active Voice Only đấy, thì cũng là một trong những cái công nghệ được tích hợp trên dòng TV Samsung 4K. Khi phát hiện tiếng ồn xung quanh thì nếu một tiếng TV nhỏ hơn âm thanh ngoài môi trường trong vòng 3 giây thì bộ khuếch đại âm thanh chủ động cho phép tăng cái độ lớn tiếng đàm thoại lớn hơn so với độ ồn. Nó rất là hay đúng không các bác? Đấy, tất nhiên là cái khi âm thanh môi trường giảm nhỏ xuống thì bộ khuếch đại âm thanh nó sẽ chủ động tự động giảm âm lượng TV xuống cho nó phù hợp. Một số cái tính năng trên các dòng thấp hơn như là cái công nghệ dual net sử dụng hai đèn net. Cái công nghệ dual net này là sử dụng hai đèn net với nhiệt độ màu lạnh và ấm kết hợp với nhau để kiểm soát màu sắc đèn lồng tốt hơn, cho phép điều chỉnh nhiệt độ màu để màu sắc chính xác hơn, qua đó cải thiện được chất lượng ánh sáng, giúp độ tương phản cao hơn và màu sắc chính xác, giúp giảm cái hiện tượng hở sáng và cho cái góc nhìn TV rộng hơn. Một cái công nghệ cuối cùng là cái công nghệ cũng tích hợp trên dòng TV 4K của Samsung trong năm 2020, đó là công nghệ tự động điều chỉnh độ sáng hay còn gọi là Adaptive Picture, có khả năng thay đổi độ sáng màn hình TV theo độ sáng của môi trường. Cụ thể là nó sẽ tự động điều chỉnh độ sáng nhằm thích ứng với môi trường xem hiện tại một cách nhanh chóng, dựa vào cảm biến được đặt phía dưới màn hình TV. Nó sẽ đo đạc và đưa ra độ sáng phù hợp nhất, giúp các bác trải nghiệm chất lượng hình ảnh đỉnh cao, đồng nhất mọi nội dung dù xem ở bất cứ thời điểm nào trong ngày các bác nhé. Đó là một số cái tính năng mà em giới thiệu với các bác của dòng TV Samsung trong năm 2020. Đấy, thì các cái tính năng khác như sử dụng điều khiển One Remote, tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt, hoặc là trình chiếu màn hình từ iPhone lên TV cũng như là Bluetooth các thứ thì nó vẫn thừa của TV Samsung trong năm 2019 rồi.
Đấy, rất mong mà nhận được ủng hộ của các bác bằng cách nhấn subscribe để tiếp tục theo dõi những cái clip review chi tiết các dòng TV Samsung mới nhất trong năm 2020 các bác nhé. Cảm ơn các bác.